Xin chào quý vị các bạn, trên tay mình đây là bao da Flip Cover của Backbee Z10, phiên bản chính thức dành cho Backbee Z10. Đó, bao da này do chính Backbee thiết kế và sản xuất. Không như một số những cái mẫu bao da khác mà mình đã giới thiệu thì mẫu bao da này rất là đẹp, được thiết kế rất là bài bản, rất là chuyên nghiệp, đến từ thương hiệu Backbee, trực tiếp cho Backbee cung cấp. Đó, từ cái bao rất là đơn giản này thôi. Đó, đến bên trong mở rất là bài bản. Đó, rất là đẹp. Chất liệu bằng sợi body carbonate thì không nói rồi. Đó, giả chất liệu giả da nhìn rất là hay, thiết kế rất là quen thuộc. Đó, và đặc biệt là nó có cái phần mã code đằng sau này. Đó, sản phẩm sản xuất tại Trung Quốc. Đó, Backbee Z10 chúng ta như này. Đó, cầm rất là pro. Đó, rất là đẹp nha. Ví dụ chúng ta có thể dựng máy lên như này được để có thể xem phim. Đó, để có thể xem phim. Rất là đẹp. Hoặc là chúng ta thì ngả hẳn lên phía sau như này, làm việc cũng được, xem phim cũng được. Sản phẩm không những bảo vệ được mặt sau của máy mà có thể bảo vệ cả mặt trước của Backbee Z10. Đó, rất là đẹp như này. Các phần ví dụ như camera hay phím bấm. Đó, camera của máy hay là phần phím bấm đều được khoét rất là cẩn thận. Đó, đẹp, tiện. Đặc biệt logo Backbee được khắc nổi, được dập nổi ở trên vỏ máy như này, ở trên bao như này. Đó, càng làm thêm vẻ đẹp thêm cho bao da Flip Cover của Backbee Z10. Sản phẩm đang có bán tại di động cao cấp.vn. Thông tin cụ thể hơn, chính xác hơn về bao da Flip Cover của Backbee Z10, quý hàng vui lòng truy cập website www.didongcaocap.vn hoặc gọi thoại đường dây nóng 04 66 75099. Kỹ thuật viên của Di Động Cao Cấp.vn sẽ tư vấn và hướng dẫn cụ thể cho quý vị các bạn. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video giới thiệu bao da Flip Cover của Backbee Z10 đã có bán tại Di Động Cao Cấp.vn.